hai tất cả các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi chào các bạn, cảm ơn. Chào mấy bạn luôn. Tối hai anh em đi đám, đi nhóm họ đám con của bà dì ở gần sớm nên tối về hơi trễ, hơi đuối các bạn ơi. Giờ ngủ vãi luôn mấy bạn, lội nãy giờ đâu chừng 15 tà lứ không dính con đó mấy bạn. Nãy giờ không dính con nào chân, hơi đuối quá. Nè mấy bạn thấy đây là khu vực bờ đu đủ, bữa hổm anh em mình đi thăm cái tay đầu tiên nó xảy con mà không bấm máy cho mấy bạn xem đó, ói chuột tại chỗ luôn đó. Nè mấy bạn xem đu đủ mà nó mới bê lớn gì là nghe mình nói nữa, tới cây đu đủ này gần tàn nó cuốn lưới luôn đó. Rồi khu vực này thì mình còn mấy tay nữa mình qua bên cái khu vực bên kia nha mấy bạn. Giờ này khoảng 7 giờ ngoài. Có hàng luôn mấy bạn ơi. Có hàng hả? Có hàng mấy bạn ơi. Hổ nón mấy bạn ơi. Hổ nón mà hổ nón này cũng không bự hùng. Hổ nón trồng trắng phao ha, bánh mì nha mấy bạn. Bánh mì của anh Võ Minh Phụng nè nha. Bánh mì của Võ Minh Phụng nha, anh Võ Minh Phụng. À, xem lên luôn đi. Có bạn nào xem kênh của Võ Minh Phụng, fan của Võ Minh Phụng đó, qua xem kênh mình ủng hộ nghe, xem mình không kể thấy anh Võ Minh Phụng cũng đi dân lứ nữa đó mấy bạn. Dân lứ đó. Nhưng mà nói về dân lứ thì nghe mình ở đây nó trâu á. Nó cũng có nút lắm nha mấy bạn. Trời ơi, trời ơi. Còn đặt bẫy lợp thì anh Võ Minh Phụng là chúa tể rồi, giữ rồi, sư phụ rồi. Đó, đây là bánh mì nha. Còn nghe mình thì còn ông sư phụ nữa, còn ông thầy nữa mà chưa có xuống lưới nha mấy bạn. Thì ông thầy đó nữa có lên văn mình xin đi theo, chắc mình không có quay mặt được, lý do là công chuyện làm ăn của ảnh nên mình không có quay mặt cho mấy bạn xem được. Để lúc nào đó thích hợp mình sẽ sáng đi gấp, xin ý kiến anh. Gấp quá mình quên đó mấy bạn, bây giờ mình chơi là phương pháp gia truyền của mình. nhớ bữa hổm cũng cái bờ này vụ quên lưỡi lam lấy ngóc cắt, bữa nay y gan luôn, bữa nay cũng sử dụng ngóc cắt luôn. Ngóc con giò gì không biết đâu, nãy lựa con nhỏ cho nó bán, con nó giỏ dày quá. Được không, nên cầm anh kịch chưa? Được. Sáng đi gấp quá quên đem lưỡi lam các bạn. Sáng được em bánh mì gì là ngon rồi. Nãy giờ lộn cũng đói bụng nha các bạn. Gặp bánh mì mình làm bánh mì cho phải không? Con này cũng không bự hung, hơi bự hung, hơi khó khăn cho cái vụ cắt lưới rồi. Em bánh nhỏ này bạn đi. Con này chắc 4-5 lạng rồi trở lại rồi. Rồi em bánh mì đầu tiên nha mấy bạn. Mẹ mày đâu? Kêu mẹ mày đi kiếm mày coi. Bắt mẹ mày luôn với cha mày luôn. Rồi trang của anh em mình là cái vỏ không đang được một em đầu tiên, chuyến số lưới để mình xem theo có gì này vụ cắn vụ tựa lưa trong đây các bạn ơi, cái gì mình dặm thêm đó, số lưới mình đem theo đang có gì mình dặm nha. Rồi một em bánh mì đầu tiên, em này chắc khoảng 4 lạng các bạn, 4 lạng rưỡi cũng được, cũng có thành quả buổi sáng này nha mấy bạn. Rồi nghe mình sửa lưới chăng lại cho mấy bạn xem nha. Có dính là mừng nữa bạn. Rồi mình đi theo chăng nghe mình để đi thăm bẫy tiếp nha mấy bạn. Thử này sửa lại. Dùng cắn được cây. Rồi mình xin bấm máy tạm dừng đây nha. Dựt này mình còn có con tay nữa nha mấy bạn. Ừ. Xong mình qua khu vực bên kia. Rồi có hàng các bạn ơi. Có hàng em nó có hàng các bạn ơi. Gì vậy? Hàng gì đây? Wow. Trời ơi, con hổ lửa nữa.
đó lồm luôn các bạn ơi. Trời trời trời, nước đen nó ê trời trời trời, nó kéo kìa các bạn. Dạ thấy nó mạnh chưa? Kéo. Bởi mình có qua xem kênh của anh Phụng, mình thấy anh Phụng mới văng, mới đầu văng ba lưới cá đó các bạn, nó giật đứt chân. Ý là bị lớn mà giật vậy, mấy bạn suy nghĩ đi, con này chừng nửa ký gì mà giật vậy đó. Nửa ký 400 gram gì, còn mấy con mà ở ngoài đó, dùng ngoài đó người ta có hổ hèo mấy bạn, dùng mình đây không có nha mấy bạn. Phải có là không gà mình văng dính đó, chứ hổ hèo là còn 2-3 ký cũng có nữa. Mấy dùng đó đó, còn dùng mình đây không có, phải dùng mình có đây mình văng dính mấy bạn coi. Mình văng là cỡ 4-5 năm, 6-7 năm nay rồi đó nghe mấy bạn, là không dính con hổ hèo nào hết. Đặc biệt dùng mình nó không có hổ hèo. Rồi mình bấm tạm tạm dừng đây để ngày mình cuốn cái đầu lưới đó lên nó cắt nha mấy bạn, tại cắt bằng gió ốc cũng hơi khó khăn quá nha. Để mình bấm tạm dừng đây rồi mình bấm máy lại cho mọi người xem. Nổ cái đầu đài lưới đầu lên. Cắt cho mấy bạn xem. Lấy con ốc. Rồi, ốc nãy hả? Ủa chứ còn không có cơ hả? Không. Con đó là gì mà. Có con này gỡ được. Chọn táp quần. Táp cái rẹo một cái mấy bạn nghe không? Táp cái ghê không? Táp như chó vậy đó. Như chó. Không có nóc đây rồi. Dịch ngược lại được không? Cái lăn từ từ đi. Nóc thế gì mà cái con này nó dính lại còn gỡ được. Trời ơi. Anh đó lòm nha mấy bạn. Cắn cậy luôn đó bạn. Thôi nó cắn. Hả ông nó cắn rồi. Này mình gỡ nó mình phải nắm thẳng nó ra nghe các bạn. Cái đầu kia mình dùng nhằn lá cắn mình liền đó. Phải nắm thẳng ra nó cắn được. Còn thứ hai nha các bạn, sáng thấy bờ này có thu nhập rồi đó. Ngon rồi đó, còn cái luồng bên kia nữa. Kia không biết dính không. Hồi thấy dính cái luồng này trước hai con về cho nó chắc ăn. Đi thăm hai cử rồi có dính luồng này có dính con nào đâu. Làm này mà mấy bạn nản là thua đó. Làm nghề này cứ từ từ, nhiều khi mấy bạn thấy ha, chỉ cần một tay lưới cuối cùng thôi nó cũng chuyển bại thành thắng được. Nó dính nhiều khi dính cặp hổ ngựa hay cặp bánh mì rồi đó mấy bạn, chà bá cái là vô. Đây. Rồi con thứ hai nha, nãy con bánh mì nãy nha mấy bạn. Nói chung mà mấy nam mình văng lưới này thì mấy gắn này nó cũng không có nhiêu tiền các bạn. Nhưng mà nó dính số lượng nhiều thì nó cũng bù qua bù lại, tại mấy hộ hành bị số đồng nghiệp đặt bẫy lợp bắt hết. Nhưng mà nó có thì nó cũng sẽ vô bẫy, vô lưới anh em mình à. Mấy con nhát đó mấy bạn, nó không vô bẫy á. Nó không vô bẫy thì nó đi xa lắm. Đây, đây là thành quả hai chú. Ôi ôi em hổ lửa kìa. Thấy quậy loàng láng chứ không? Lại thấy ta lưới nghiêng nghiêng nãy giờ. Em bánh mì của em hổ lửa nha các bạn. Quá đẹp. Con này mới dính nè. Rồi em mình sửa tay lưới lại rồi mình đi thăm tiếp nha. Có dính nữa cái mình bấm máy cho các bạn xem. Rồi suối luôn dạ. Mấy bạn. Đã quên quay cái cảnh mình vượt sông cho mấy bạn xem. Đã quên quay cảnh vượt sông cho mấy bạn xem. Này về bờ nhà mình rồi. Còn có 3-4 tay gì nữa. Lội xong người nào người nấy ướt nhẹp mình mấy chứ. Lội hơn mà anh Võ Minh Phụng mà vượt biển để bắt rắn nữa chứ bắt hồ nữa mấy bạn. Chà, thành quả mình lội cũng không mấy mấy bạn ơi, thấy gì chưa? Từ xa kìa. Từ xa nha mấy bạn, đó thấy bóng bóng từ xa không? Con này nó to quá mấy bạn ơi, nó từ nửa ký 600 gram gì vậy, 600 gram ơi, con gắn lái mà nó bự vậy nè mấy bạn. Ừ, cái dài nó dài, cái điện thoại mình gọi cái máy gọi quay mình. Con gắn này quá khủng mấy bạn ơi, con giáp màn hình luôn. Ôi vôi đẹp. Ừ, quá trời đá. Lái mà bự. Muốn bằng ngỗ ngựa nè, ăn bự hơn ngỗ ngựa nãy nữa. Đây, hồi nãy thành quả hai con mà đi dọc đường mình bán hết một em mày mấy bạn. Còn con nãy đi dọc đường có anh em hot girl của nhà hàng lưu động làm chung cơ quan mình, nó đi mà mua mấy con cà cuốc của mình đó, rồi sẵn nó gặp gắn ngon quá nó lụm luôn con gắn nước nãy mấy bạn ơi.
nãy gấp quá trời không có quay em hot girl được mà cho mấy bạn xem. Rồi nghe mình xử lý gắn này nha mấy bạn. Dạ mình có ông anh bạn bên kênh kia xuống chơi nữa kìa mấy bạn ơi, tranh thủ mình vô coi. Ông anh bữa mình đi giao lưu bên kênh Bãi Gắn Cần Thơ đó, anh bạn ảnh mình cũng hai anh em mình cũng chỉ anh qua anh đây đặt bẫy tại cái khu vực đó, anh em mình có ông thầy là gắn hổ các bạn, nên là mình anh em mình không có chơi tới nó, nên là chỉ ảnh qua để bắt mấy con đó nè. Anh bạn đang... anh có đặt bữa dính chằng 6 ký mấy đó bạn. Bữa kinh anh có đăng lên con chằng 6 ký mấy đó, khu vực đó mấy anh em mình chỉ đó. Mấy anh em mình không có chơi với mấy hàng đó. Anh đang qua chắc anh có chuyến thăm bẫy gì anh mới điện thoại mình, trong đang trong nhà mình uống phê chứ. Quá ngon cái lãi này, quá đẹp. Mày dính. Trời cái lãi nó bự. Một vô trời con mã hơi nè. Nắm cần nó. Nó mát lạnh luôn các bạn. Dài sọc à. Dạ, cái máy mình quay không hết nó luôn, quay nửa con à. Không mét máy đâu mấy bạn. Lãi chứ vậy. Vũ rồi hả? Cho nó vô túi đi đây thôi ông anh, ông đợi chống công anh thủ vô nghe bạn. Con này con thứ ba nha mấy bạn, cái chuyến thăm bẫy ngày hôm nay nha. Bán con còn hai con đây. Nói chung là cũng tạm ổn mấy bạn ơi, cũng kiếm tiền cho cá mắm đâu được. Nó cá mắm chứ mình đây đồng quê thì mình săn bắt ăn không hết mấy bạn. Nói chung gắn chuột ếch gì trong tủ mình vợ cứ ngắt hết trơn, không có chỗ để. Rồi em mình sửa tà lưới lại nha các bạn. Lưới cái này mình văng lại như vậy nè, con khúc gì đó bạn ơi, cà là gì đó. Đây là thành quả bữa nay, một em gắn nước nãy vì em hốt rơi lụm rồi. Rồi mình bỏ vào vỏ để qua bên kia còn hai ba tay nữa mình vô nhà luôn nha mấy bạn. Hết lưới mấy bạn ơi, nè tê chỗ cây cây súng thiền thoại, cái súng thiền thoại của mình nè. Đó. Đây cận cảnh tay lưới không dính nha mấy bạn xem nè. Đây là tay cuối cùng nha mấy bạn. Rồi không dính nè. Anh em mình về nhà thôi. Rồi chào mấy bạn. Tất cả mấy bạn luôn. Rồi, cho anh em mình chào tất cả các bạn, kết thúc cái clip này nha. Thì chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì thành quả bữa nay là cũng được ba em hả? Ba em được ký máy, hồi nãy anh em hot girl hốt hết anh em gắn nước rồi. Còn lại được hai em. Ngày mai mình sẽ có chuyến thăm nữa rồi tổng kết gắn đi bán giao cho bạn hàng luôn mấy bạn ơi. Mình tranh thủ vô có ông anh ở bên kinh Bãi Gắn Cần Thơ đang đợi mình để uống phê nói chuyện đồ chơi nè. Ảnh qua đây ảnh thăm bẫy lợp á, ảnh qua rồi ảnh điện thoại cho mình. Rồi cho anh em mình gửi lời chào hết tất cả các bạn nha. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân. Đấy, cho anh em mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, nhớ nhấn vào cái chuông đây khi anh em mình ra clip thì thông báo cho mấy bạn xem nha. Thì mấy bạn theo dõi kênh mình sẽ được trải nghiệm bắt các loại con luôn nha mấy bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.